Ủa ở đây thì hai cây trăm lẻ, bữa nay anh em mình giải trí đến kinh Dũng miền Tây mình ha. Ây. Cây này thì cũng mới mua bên nước bạn 550 triệu nè anh em. Bữa nay mới cắt. Bữa nay máy này thì của anh ba của. Hiện tại đồng này thì đồng T5 cầu dừa. Thì cũng hạ bồn nhà luôn. Cây này thì mở vạt trước. Cái này mua mấy ngày rồi? Đúng rồi bà. Cái này mua vô trước à? Đâu, cái này mới mua. Cái này mua nhiêu? 530 hả? Còn cây kia mua nhiêu nữa? Cái này đời 2021 đúng rồi, 2021. Cây này thì cũng đời 2021, cây này cũng 2021. Cây áo xanh này thì 650 triệu, còn cây không có mặc áo lưng lửng này thì 630 triệu. Thì cũng mới mua về hạ bồn luôn. Hai cây thì đời 2021, cây nào cũng như nhau. Sáng thì máy này cũng mới mua nhưng mà chạy thử máy. Cái này cũng 8 giờ mấy à. Xíu nắng ráo bắt đầu cắt. Máy này thì chạy thì ok rồi, máy chạy thử máy, máy này chạy thì bao phê luôn anh em. Bên này mới chạy bữa đầu tiên nè. Hai cây này thì chưa được tỷ mốt, mới có tỷ 70 triệu à. Này là tại lò khe, còn đó là anh ra báo. Rồi, nãy giờ thì nắng ráo bắt đầu cắt anh em à. Hai cây 2021. Hai cây này 1 tỷ 70 triệu. Cây này thì mới chạy bữa đầu tiên, chỉnh sửa cái gang lại nè. Còn cây này thì đang hoạt động, chỉnh sửa thanh đập lại. Mới chạy ngày đầu thì chưa có hoàn chỉnh cho mấy. Chỉnh sửa ba cái thanh đập và sơ sơ lại, bắt đầu vô cắt nè anh em ơi. Nói chung ra máy này thì đồ zin không à.
máy chạy quá im, quá mượt. 200 lẻ cho trước thì 550. Cây này thì 530. Chạy đâu dữ trời. Rồi, đổi tài. Tài kia chạy theo cây trước. Hai cây, cây này chạy giữa. Lúc trước thì tài này chạy 95, bây giờ lên đời 100 lẻ. Còn tài này lúc trước chạy 70, bây giờ cũng lên Kubota 105. Ơi còn mượt quá mượt. Một cặp 2021 không à. Chuột mới chạy ra. Ôi ôi, cúm đấm bay à. Ở đây cúm đấm nhiều lắm. Đó. Ủa, con cúm đấm hồi nãy nó bay à. Vòng vòng hồi nó cũng vô, nó cũng trở ra à. Cái này thì lúa nếp anh em ơi. Động cơ hộp số còn xanh dờn à. Thì nói chung ra chạy được cũng có ngàn mấy giờ. Còn cây 100 lẻ ở đầu trên đang đi xuống. Chơi cái bộ tem màu xanh. Máy sát thủ này chờ kiếm mồi. Về lên tém xuống cho hết. Ôi ôi xe kéo. Xe kéo này đi tới 4 người dữ. Một tài ba lơ. Cao. Ôi. Ôi ôi.
Hay quá mồi luôn. Đéo rồi. Quá đẹp. Không biết có chuột không quý vị. Đó. Trăm lẻ này chạy thì cũng mượt, quá mượt. Wow, được một con mồi. Hai con.